Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3, 4 học sinh trường trọc cơ sở Tân Tiến huyện Văn Giang đi xe đạp dừng trên cầu vượt thuộc xã Tân Tiến huyện Văn Giang nhặt đá ven đường và rủ nhau ném vỡ kính ô tô trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Hậu quả khiến ô tô mang biển kiểm soát 15F 00034 bị vỡ kính chắn tó phía trước. Sau khi nhận được tin báo và kiểm tra qua hệ thống camera, các đơn vị chức năng đã mời phụ huynh của các thiếu niên trên lên làm việc. Các nam sinh đã thừa nhận hành động sai trái của mình và cam kết không tái phạm. Đại diện gia đình sau đó đã bồi thường cho chủ ô tô bị vỡ kính 3,5 triệu đồng. Vụ việc cũng được trường cho học cơ sở, tân tiến, tiếp nhận và đã có những biện pháp để giáo dục học sinh.